Quý vị đang theo dõi Góc nhìn HTV. Thưa quý vị, số liệu thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, tính đến ngày 12 tháng 5 thì giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh đạt 8.236 tỷ đồng, đạt 20% tổng vốn mà Thành phố Hồ Chí Minh giao đợt 1. Còn tính trên tổng vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023 thì tỷ lệ giải ngân đạt 11,67%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 tháng qua tăng cao là nhờ việc thực hiện chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 3. Đây là tín hiệu đáng mừng, song vẫn còn rất nhiều thách thức. Với tình hình giải ngân vốn đầu tư công còn chậm thì Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ nỗ lực từng ngày để thực hiện mục tiêu đó là giải ngân không dưới 95% trong năm 2023 theo đúng tỷ lệ mà Thủ tướng Chính phủ giao. Trước mắt thì hết quý 2 năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh phải giải ngân đầu tư công đạt 35% bằng việc ban hành nhiều giải pháp để gỡ ách tắc trong phê duyệt giải ngân cho dự án. Và trên thực tế thì thời gian qua, hàng loạt các địa phương trên địa bàn thành phố cũng mong chờ một cơ chế thoáng hơn để hiện thực hóa những dự án đã hứa với người dân được ghi vốn nhưng thủ tục chậm. Hơn 12 năm nhận nhiệm vụ tại trường tiểu học Nhật Tảo, quận 6 với vai trò hiệu trưởng, thầy Hiệp chưa lúc nào thôi trăn trở, mong mỏi một ngày không xa các học sinh của mình sẽ được học tập trong một ngôi trường đạt tiêu chuẩn, khang trang và sạch đẹp. Thì khối A này được xây dựng trước năm 75. Hiện nay thì trần, bê tông, đà các thứ không còn cái độ tuổi mà đảm bảo kết dính, nhất là vấn đề là xi măng cửa. Thỉnh thoảng cũng rớt những cái mảng trần, nó lộ ra những cái bị sắt thép. Diện tích mỗi lớp học là 32m², thiếu ánh sáng. Tự nhiên chỉ sử dụng đèn khi học sinh nó học. Diện tích so với cái chuẩn hiện tại bây giờ thì chưa đáp ứng được. Nằm trong dự án mở rộng 5 tuyến hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp, hẻm 440/13, có hình dáng thắt nút cổ chai ở cả hai đầu. Người dân qua lại đều rất vất vả, đặc biệt trong những khung giờ cao điểm. Hẻm 40/13 là có lưu lượng rất là đông, kết nối từ đường Thống Nhất qua đến đường Lê Đức Thọ. Do đó là hiện hàng ngày thì Ủy ban phường đều có lực lượng để điều tiết giao thông. Tuy nhiên là hiện nay cũng chưa đảm bảo hết trong cái an toàn. Và đối với hẻm 40/13 là cấp thiết phải mở rộng cho người dân. Còn tại khu phố 4, phường 11, quận 3, một địa bàn dân cư nằm liền kề đường ray xe lửa, lưu lượng phương tiện giao thông đông đúc. 3/5 tuyến hẻm chính và gần chục hẻm nhánh khu vực này đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường sụt lún, lồi lõm, thoát nước kém, khiến người dân từng ngày mong ngóng con hẻm được tu bổ, sửa sang. Hẻm thì bị ngập nước. Cái con đường nó không còn được mà bằng phẳng ngày xưa, nó bị tróc hết trơn rồi. Thì khu phố cũng có trăn trở. Ba phường và quận thì khu phố cũng có đề nghị là để xin sửa chữa. Tôi cũng mong mỏi rằng là bên cấp quận cũng sẽ đáp ứng nhu cầu của bà con. Cuối năm 2020 thì quận 3 có phê duyệt một số cái dự án, đa phần là các hẻm y tu nâng cấp và sửa chữa trường học sử dụng bằng nguồn vốn ngân sách quận. Tuy nhiên là khi mà thực hiện chính quyền đô thị năm 2021, cái thẩm quyền phê duyệt của cái dự án là thuộc thành phố, là do là nguồn ngân sách quận không còn nữa, mà thay vào đó là bằng nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách thành phố cấp cho quận, dẫn đến cái việc là các sở ngành phải giải quyết các thủ tục, nên cái ảnh hưởng đến cái tiến độ từ năm 2020 đến nay thì hiện nay là hầu như là dự án ngừng triển khai. Cuối tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký quyết định ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C. Từ cơ chế cởi trói cho các dự án của thành phố, người đứng đầu các địa phương cũng đã chủ động hơn trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình dân sinh. Chẳng hạn tại quận 6, thì dự án đầu tư xây dựng công trình trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình với quy mô 19.000m², dù phải tạm dừng một thời gian do bất cập, nhiều lần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, quy mô xây dựng, cơ cấu chi phí và thời gian thực hiện dự án. Thế nhưng giờ đây thì dự án đang được khẩn trương triển khai và sẽ về đích sớm hơn so với dự kiến. Dù trải qua nhiều lần thay đổi và vướng mắc ở khâu lập hồ sơ, mời thầu, thi công, giám sát nên bị đình trệ một thời gian dài. Thế nhưng giờ đây, tại dự án xây dựng trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình, quận 6, khối trường học, phòng đa năng, nhà ăn, bãi xe, nhà bảo vệ, sân thể dục thể thao đều đã dần thành hình. Đây là minh chứng cho thấy sự tin tưởng, quyết tâm và mạnh dạn của lãnh đạo thành phố khi tạo cơ chế cởi mở cho các địa phương đã thực sự trở thành động lực, làm tiền đề để đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố.
ngôi trường bị dừng một cái thời gian. Và vừa qua thì ban quản lý dự án với các sở ngành cũng đã tiến hành phê duyệt cái thiết kế thi công tổng dự toán cũng như là thực hiện công tác mà đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Thì chúng tôi cũng tiến hành cái việc thi công rất là khẩn trương. Và chúng tôi dự kiến thì trong cuối năm 2023 thì chúng tôi sẽ tiến hành khánh thành cái trường để đưa vào sử dụng. Chưa từng được cải tạo từ khi thành lập cho đến nay, nên các mảng tường, khu vực nhà vệ sinh, hệ thống phòng cháy chữa cháy và nhiều hạng mục phụ trợ của trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ, quận Gò Vấp đều xuống cấp nghiêm trọng. Với diện tích hơn 14.000m², việc sớm được cải tạo sẽ góp phần giúp cho nhà trường đảm bảo chất lượng giảng dạy cho hơn 2.000 học sinh các khối lớp. Dịch Covid-19 vừa rồi thì đơn vị trường cũng là một trong những cái nơi để làm cái nơi khu lưu trú. Cái hiện trạng mà phòng ốc mà sử dụng thì nó cũng bị xuống cấp. Thì được sự đồng ý của bên Ủy ban nhân dân quận đã tạo điều kiện để cho nhà trường như là được nhận cái quy định về cái cải tạo trường á. Thì về phía cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường cũng như phụ huynh học sinh và các học sinh cũng rất là mừng. Thưa quý vị, như vậy là với việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trao quyền quyết định các dự án đầu tư công nhóm C cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, thì hy vọng là những công trình nâng cấp sửa chữa có nguồn ngân sách với 120 tỷ đồng như là ngôi trường này, hay là rất nhiều những cái công trình đó là nâng hẻm sửa đường trải rác trên khắp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ nhanh chóng lấy lại diện mạo khang trang. Và khi quyền hạn được trao đi thì đồng nghĩa với việc đó là trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận thì cũng cần phải được phát huy nhiều hơn nữa, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Mục tiêu của chính quyền đô thị là tập trung chỉ đạo quyết liệt, đi thẳng vào việc giải quyết các vấn đề ở cơ sở. Do đó, phân cấp ủy quyền cho quận huyện được xem là một quyết định kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực hiện đầu tư công, giúp chính quyền cơ sở hoàn thành đúng tiến độ một số nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần tạo đột phá trong thay đổi diện mạo thành phố và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Bên cạnh những phản hồi tích cực, lãnh đạo các địa phương cũng đã nêu ra những khó khăn tồn tại, đồng thời có những đề xuất kiến nghị xuất phát từ thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện. Và sau đây là những ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quận 1 thì chúng tôi có 21 dự án đầu tư công. Trong đó có một dự án là đầu tư cải tạo cảnh quan, tức là sau khi cái dự án Metro 1 hoàn thành và hoàn trả mặt bằng. Bây giờ trước chợ Bến Thành có một cái khu vực là cần phải được cải tạo. Thì thành phố đã giao cho quận 1 làm chủ đầu tư, đồng thời cũng có cái chủ trương là bố trí nguồn ngân sách thành phố. Thì dự án này khoảng là trên 100 tỷ đồng. Và hiện nay thì sắp tới là sẽ được Sở Kế hoạch tham mưu của thành phố báo cáo hộ trình Hội đồng nhân thành phố thông qua. Cũng luôn nhận được cái sự hướng dẫn, hỗ trợ về mặt chuyên môn của các sở chuyên ngành. Nói chung công tác phối hợp là tốt. Bất cứ một cái sự thay đổi nào trong cái cung cách quản lý đó thì từ trước đến nay hầu như là cái sự trở bộ của các sở ngành cũng như các quận huyện cũng rất là lúng túng. Cho nên là không phải chỉ lĩnh vực đầu tư xây dựng đâu, ở những cái mảng miếng khác á, thì cũng mong thành phố cũng nhờ mong các sở ngành có cái chủ động nghiên cứu để mà tham mưu đề xuất ủy quyền lại cho quận huyện. Tôi lấy ví dụ như là cái quy hoạch và phân khu. Thì hiện nay quận 3 là thực hiện cái điều chỉnh lại toàn bộ cái quy hoạch chi tiết xây dựng. Thì chúng tôi cũng đang rất là lúng túng trong cái việc mà phê duyệt cái kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tức là các đơn vị tư vấn để lập cái đề cương nhiệm vụ cũng như là lập cái đồ án. Tôi cũng mong là nếu có một cái cơ chế tương tự như cái quyết định 22 đó để giúp cho là các quận huyện chủ động hơn trong cái việc lựa chọn các đơn vị tư vấn. Trong quyết định 22 đợt này cũng tạo ra một cái thời gian cũng tương đối dài, từ năm 2023 đến cuối năm 2025. Chính cái thời gian dài như thế thì cho các cái quận huyện có sự điều tiết trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên thì đối với quyết định 22 thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi có mấy cái vướng. Cái thứ nhất thì kể từ năm 2021 thì thành phố thực hiện theo cái chính quyền đô thị. Do đó cái việc mà vốn mà của quận cũng như là nguồn vốn của đầu tư bổ sung có mục tiêu thì rất là hạn chế. Chưa phát huy hết được cái ủy quyền theo cái quyết định 22. Chuyện vướng thứ hai là trước cái thời điểm năm 2020 khi mà còn Hội đồng Nhân dân thì chúng tôi có thông qua một số cái dự án
danh mục đầu tư đã được hội đồng dân thông qua. Tuy nhiên là khi chuyển giao thì các một số dự án phải chuyển tiếp để thực hiện theo cái đầu tư công, nghĩa là phải làm lại hồ sơ để trình để thành phố phê duyệt, thì nó cũng chậm cái tiến độ. Hiện nay Gò Vấp là có dân số cũng gần 700.000, cho nên là cái việc xây dựng các trường học mà đảm bảo chỉ tiêu là 300 phòng học trên 10.000 dân là một yêu cầu chúng tôi còn phấn đấu trong thời gian tới. Vì vậy khi được thành phố ủy quyền cái dự án nhóm C này thì góp phần cho địa phương giải quyết rất nhanh, và địa phương cũng đã có kinh nghiệm, có điều kiện để đảm bảo quá trình xét duyệt các dự án, thẩm định về mặt kỹ thuật cũng như là về mặt tài chính. Cho nên khi được ủy quyền thế này thì địa phương hoàn toàn có đủ khả năng và chịu trách nhiệm với thành phố về những kết quả công việc trong việc đầu tư thực hiện các dự án nhóm C. Việc này sẽ giúp giảm bớt thời gian, chia sẻ trách nhiệm, thẩm quyền của địa phương và thành phố, và sẽ đáp ứng được về tiến độ công trình nhanh hơn, sớm hơn, đưa vào sử dụng. Đặc biệt các dự án nhóm C là hầu hết phần lớn là phục vụ cho cuộc sống người dân như trường học, y tế, sửa chữa các quán công sở và mở rộng hẻm, chỉnh trang, tu sửa những tuyến đường, thoát nước và nhiều lĩnh vực khác phục vụ nhân dân. Nếu việc phân cấp ủy quyền cho các địa phương đối với dự án đầu tư công nhóm C được thực hiện tốt, sẽ góp phần tạo niềm tin về khả năng thực thi và chịu trách nhiệm của người lãnh đạo địa phương trước thành phố về kết quả công việc với tinh thần dám nghĩ, dám làm. Đây cũng là tiền đề cho những kỳ vọng về năng lực của các địa phương trong bối cảnh nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh được thông qua với cơ chế phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn. Ông, liên quan đến việc là phân cấp ủy quyền cho các địa phương đối với các dự án đầu tư công nhóm C thì ông đánh giá như thế nào về cái việc này ạ? Địa phương nó sát cơ sở nhất, sát người dân nhất và xử lý nhanh nhất. Vì thế nên cái phân cấp ủy quyền của Chủ tịch ủy ban nằm trong cái tinh thần đó. Thực tế thì có rất nhiều dự án, ví dụ đặc biệt là các dự án về đô thị như mở hẻm chẳng hạn, như là một số dự án thì nếu mà cấp quận huyện thực hiện thì nó sẽ nhanh hơn và nó thậm chí nó hiệu quả hơn. Ngoài các dự án đầu tư công nhóm C thì ông có nghĩ rằng việc phân cấp ủy quyền cũng nên được mở rộng trong những lĩnh vực khác nữa để cho các quận huyện có thể phát huy được năng lực của mình cũng như là giải quyết được những cái khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua hay không ạ? Chẳng hạn như chúng ta mong muốn là chúng ta thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội, nhà ở kinh rạch thì chúng ta sẽ có thể tính toán đến các phương án phân cấp ủy quyền, hay là sắp tới là chúng ta có các cái vấn đề liên quan đến một số cái xây dựng các thiết chế về văn hóa thì cũng có thể tính toán một số cách thức để chúng ta có thể đẩy nhanh cái quy trình lên. Như cái tinh thần ban đầu là phân cấp ủy quyền là một cách thức để cho cái cấp nào mà làm tốt nhất hay là hiệu quả nhất thì cách đó làm. Và phân cấp ủy quyền thì đi cùng với lại cái giám sát và cái chịu trách nhiệm trước cái đơn vị cấp trên để cho cái việc đó nó diễn ra một cách đúng và hiệu quả. Thưa ông, liên quan đến việc phân cấp ủy quyền thì hiện nay các cử tri trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đặc biệt quan tâm đến việc là nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54, trong đó thì cũng đề cập rất nhiều đến việc phân cấp ủy quyền, và mọi người cũng đang rất kỳ vọng khi mà thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt việc phân cấp ủy quyền cho các địa phương thì chúng ta sẽ tạo những cái tiền đề để thực hiện tốt hơn cái nghị quyết mới. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào? Trong nghị quyết thay thế 54 thì chúng ta có một số cái vấn đề liên quan tới quận. Chúng ta có 16 cái quận thuộc cái thì thực hiện cái chính quyền đô thị đó. Trong nghị quyết thay thế 54 thì giải quyết một số vấn đề, đặc biệt là cái kết dư tài chính cũng như là một số cái vấn đề liên quan đến cái chính quyền đô thị cũng như bộ máy. Thì hy vọng rằng là với cái này thì chúng ta sẽ gỡ hơn một số cái cho quận. Trong nghị quyết thay thế 54 thì có một cái phần riêng cho thành phố Thủ Đức, thì trong đó là cũng cho phép là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn ủy quyền phân cấp quyền cho thành phố Thủ Đức, cũng như là cái cơ chế thẩm quyền do hội đồng dân quyết về tổ chức bộ máy cũng như là về một số cái nhân sự liên quan. Như vậy là đây là cũng là một cái cách thức để chúng ta tiếp nối hay là tiếp bước hay là mạnh mẽ hơn cái việc chính sách phân cấp ủy quyền mà chúng ta đã theo đuổi. Một lần nữa xin cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi. Từ thực tiễn nêu trên, việc thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về quản lý đầu tư, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, tổ chức bộ máy của chính quyền thành phố và thành phố Thủ Đức sẽ góp phần quan trọng giúp thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ những vướng mắc ở cấp cơ sở, phục vụ người dân tốt hơn. Đồng thời thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm cơ sở phát huy toàn diện các cơ chế chính sách của nghị quyết để tiếp tục thực hiện phân cấp ủy quyền, tháo gỡ điểm nghẽn cho các quận huyện, thành phố Thủ Đức ở nhiều lĩnh vực khác, từ đó khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của thành phố để tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế xã hội của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Đến đây thì chương trình Góc nhìn HTV tuần này xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.